Hồi tôi còn nhỏ là bà mẹ là hát ru. Chính là bà mẹ là đưa cái hơi ấm của sữa mẹ và cái lời bà hát ru rất là hay. Chiều chiều ra đứng ngõ sao, chứ ngõ về mà quê mẹ. Ngõ về quê mẹ chứ ruột đau chín chiều. Nhà sĩ Trần Hồng quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, mảnh đất nổi tiếng với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trên mảnh đất nghĩa tình này, từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Hồng được đắm mình trong lời ru của bà, của mẹ với những câu hò, điệu lý, lời ru sao động lòng người. Từng ngày một, nghệ thuật dân gian cứ thế thấm dần vào ông, để rồi từ đó, như một lẽ tự nhiên, ông đã gắn cuộc đời mình với những làn điệu dân ca ấy từ lúc nào chẳng hay. Năm 1948-49 thì mình đi học trường Lê Khiết, tôi là học đàn violon và mandolin, học nhạc lý do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là dạy nhạc. Năm 23 tuổi, nhạc sĩ Trần Hồng tập kết ra Bắc. Thời gian này, ông may mắn khi có cơ hội được học hỏi kiến thức từ các nghệ sĩ lớn như Nguyễn Lai, Văn Phước Khôi, nhạc sĩ Lê Yên, giáo sư Lưu Hữu Phước, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thi. Năm 1972, cùng với nhiều văn nghệ sĩ khác, nhạc sĩ Trần Hồng vào Nam làm việc tại Đoàn Văn Công Giải Phóng Trung Trung Bộ. Những năm tháng khốc liệt ở chiến trường khu 5 cũng là quãng thời gian ông có cơ hội được trải nghiệm và hiểu thêm về cái hay, cái đẹp của các làn điệu dân ca xứ Quảng ở các vùng đất mà ông đã đi qua như Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước, Trà My. Ra Bắc cũng đánh đàn violon. Đánh đàn violon để chỉ huy cái tốp nhạc. Sau đó là mình được đi học nhạc trưởng, chỉ huy dàn nhạc. Mình học chỉ huy về cái là ông Lưu Phước, ông nói Hồng ơi, đi học về rồi thì bây giờ là biểu đoàn dân ca kịch bài chòa. Có bà Lệ Thi rồi, Thế Sơn rồi, mấy người là hát bài chòa rất ha. Mà hồi là đi biểu diễn ở trên Tây Nguyên nào là mình cũng hát bài chòa. Cho nên mình nghe nó thế, mình nghe nó mấy người hát dân ca ở đoàn đó mình đồng ý. Thì cái hồi đấy là chúng tôi vào DB năm cuối năm 72. Thì năm 73 tất cả ngoài Bắc hết vào chuẩn bị biểu diễn thì là được tăng cường của cái lực lượng văn nghệ của ban tuyên huấn khu ủy Nam về cho đoàn. Trong đấy có nhạc sĩ Trần Hồng. Nhạc sĩ Trần Hồng hồi đó là cán bộ của Đài Phát thanh Giải phóng đó, về xây dựng một cái chương trình mà biểu diễn đặc biệt cho khu ủy khu Nam là cái đại hội đảng vào cuối năm 73. Ở tại Hiệp Đức á, đồng chí Trần Hồng chỉ huy ra cái hợp xướng cái bài Lời Bác Hồ Dung Chuyển Bốn Phương. Tất cả lực lượng quân dân Nam Bắc, dân tộc Kinh đều mặc trang phục quần áo chỉnh tề ra một cái sân khấu như một cái bức phù điêu để kết thúc chương trình và chào mừng đại hội. Diễn xong ấy thì đồng chí Võ Chí Công ấy đến bắt tay chúc mừng. Mà cái kỷ niệm này thì không có ai ở trong đoàn mà quên được. Hòa bình lặp lại, nhạc sĩ Trần Hồng tiếp tục nghiên cứu về âm nhạc dân gian.
Dù bận rộn với việc quản lý ở Đoàn Ca Múa Quảng Nam Đà Nẵng, sau đó là Sở Văn hóa Thông tin Quảng Nam Đà Nẵng, nhạc sĩ Trần Hồng vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết trong việc sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc dân gian miền Trung, nhất là hô hát bài chòi, các điệu lý hò ve xứ Quảng. Bức ảnh này được chụp khi nhạc sĩ Trần Hồng và giáo sư Trần Văn Khê đi khảo sát, nghiên cứu âm nhạc cổ truyền ở các tỉnh miền Trung vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Những chuyến đi như thế này là cơ hội không thể tốt hơn để nhạc sĩ Trần Hồng học hỏi và làm giàu thêm vốn kiến thức chuyên môn từ bậc thầy về âm nhạc dân tộc như giáo sư Trần Văn Khê. Từ khi nghỉ hưu năm 1993 đến nay, nhạc sĩ Trần Hồng càng dành nhiều thời gian hơn cho những dự định còn ấp ủ. Được sinh ra trên mảnh đất miền Trung cũng như là được sớm được tiếp cận với âm nhạc dân gian từ những câu dân ca, những câu hò, những bản đồng giao, nên là sau này khi lớn lên, nhạc sĩ lại được tắm mình trong không khí âm nhạc chuyên nghiệp của miền Bắc xã hội chủ nghĩa lúc bây giờ, và trở thành một nghệ sĩ, một nhà quản lý về nghệ thuật. Nên là trong người ông luôn luôn có một ngọn lửa, đó chính là cái ngọn lửa thắp sáng từ âm nhạc dân gian dân tộc. Kể từ khi định cư tại Đà Nẵng vào năm 1975, gắn bó với quê hương thứ hai này, nhạc sĩ Trần Hồng đã đem hết sức mình, tài năng, tâm huyết để mà có những cái công trình nghiên cứu rất có giá trị. Nhạc sĩ Trần Hồng cho đến nay vẫn tiếp tục tham gia sinh hoạt hội, không chỉ một hội là hội âm nhạc thành phố, mà còn tham gia hội nghệ sĩ sân khấu của thành phố, hội văn học dân gian của thành phố. Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Hồng phần lớn gắn với các đoàn nghệ thuật, nên ông có nhiều cơ hội để nghiên cứu, thử nghiệm những vốn quý về nghệ thuật cổ truyền. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc viết cho các vở sân khấu như tuồng, cải lương, bài chòi, hoặc các công trình nghiên cứu về dân ca như dân ca đất Quảng, nhạc tuồng, hát sắc bùa, những điều hò xứ Quảng. Đặc biệt, hai công trình nghiên cứu về nhạc đàn kịch dân ca, âm nhạc kịch dân ca của ông đã đạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Họ nói là bài chòi nhưng là cờ bạc, chứ không phải là gì. Không phải văn nghệ, không phải nghệ thuật, nên mình mới tức. Mình nó đi sưu tầm những người hát bài chòi cổ này kia, mình vô mình định. Mình nó gặp những cái người mà nghệ nhân hát bài chòi đó. Thế mình mới tập trung về, mình mới viết âm nhạc kịch dân ca. Quyển thứ hai là quyển là nhạc đàn kịch dân ca. Từ hai cái tác phẩm đó, hai cái công trình, phải nói là tôi nói là công trình rất là đồ sộ, rất là quý hiếm về chất liệu, về tư liệu, về minh chứng, về những minh họa, thì nhạc sĩ Trần Hồng đã vinh dự năm 2012 được Đảng và Nhà nước trao tặng cái danh hiệu cao quý, đó là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Khi nói tới những sức lao động cũng như là sự nghiệp nghiên cứu sáng tạo của nhạc sĩ Trần Hồng, còn phải kể đến những công trình nghiên cứu về hát sắc bùa, về hát bả trạo, cũng như là hò đưa linh. Đó là những cái tư liệu theo tôi nghĩ, nếu như không có sức lao động và sự tìm tòi một cách hệ thống và lâu dài của nhạc sĩ Trần Hồng ấy, thì sau này chúng ta cũng sẽ bị thất truyền và có khả năng là sẽ mai một được những cái tư liệu rất quý về âm nhạc dân gian dân tộc, đặc biệt là của xứ Quảng. Với những tâm huyết dành cho âm nhạc dân gian, đến nay, nhạc sĩ Trần Hồng đã có nhiều tác phẩm về dân ca miền Trung, gồm 8 tập sách âm nhạc và 8 tập ca khúc in chung, 4 tập sách dân ca kịch in riêng. Nhưng có lẽ,
niềm đam mê ấy còn mang một ý nghĩa cao cả hơn khi ông tìm kiếm, sưu tầm thêm rất nhiều cuốn sách âm nhạc dân gian thành một thư viện nhỏ để những ai yêu thích loại hình nghệ thuật này có thể đến đọc. Ngoài ra, ông còn tham gia sáng tác âm nhạc cho hàng chục vở kịch dân ca, cải lương, tuồng hát bội, ca kịch Trị Thiên Huế. Ở đâu có cái dân ca này, ở đâu có này kia nọ, bạn bè rồi nó sáng tác ra rồi nó in ấn, nó gửi nhiều cũng có, đủ lạ về dân ca, về văn học, nghệ thuật, đủ hết. Để đó nhàm á, cho con, cho cá, cho cháu là sao. Với những cống hiến cho cách mạng, nhạc sĩ Trần Hồng vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhì, Huy chương Quyết thắng hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, ông đã 9 lần nhận giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với các tác phẩm thuộc thể loại sách sưu tầm, nghiên cứu lý luận, phê bình âm nhạc. Và nhiều giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Hội Văn nghệ Dân gian cho các tác phẩm nhạc múa như Múa trống Tây Nguyên, Múa xúc tép, Múa kén rễ, Lý đi chợ. Huy chương vàng hội diễn toàn quốc với các vở sân khấu Thoại Khanh Châu Tuấn, Bà Đô đốc Áo đỏ, Hương xã. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, năng lượng sáng tạo và lòng đam mê với âm nhạc dân gian của nhạc sĩ Trần Hồng dường như vẫn chưa ngừng nghỉ. Bản thân tôi thì cũng được vinh dự là được dạy hát các em thiếu nhi trên truyền hình, đài truyền hình Việt Nam 8 năm liền. Trong đó chúng tôi dạy các cái bài đồng dao, rồi dạy các bài dân ca. Thiếu bài gì là chạy đến nhà chú Trần Hồng. Có những cái chương trình, có những cái phim như là Chào ông rắn đi đâu, rồi cùng hát, cùng chơi. Thì năm 1978 đã được huy chương vàng ở Liên hoan phim truyền hình toàn quốc do nhạc sĩ Trần Hồng là viết kịch bản. Chúng tôi đi các huyện, các xã, các phường của Đà Nẵng cho cái chương trình Giai điệu miền Trung. Nhạc sĩ Trần Hồng đã có gần 70 cái tác phẩm viết lời mới cho cái chương trình này. Canh cánh một tình yêu với âm nhạc dân tộc, đặc biệt là hô hát bài chòi, nhạc sĩ Trần Hồng không giấu được niềm vui khi nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017. Không vui sao được khi kết quả này có sự đóng góp thầm lặng của những người nghiên cứu, trong đó có ông, nhằm gìn giữ và phát huy nét đẹp của loại hình nghệ thuật dân gian này. Nhạc sĩ Trần Hồng không chỉ là sáng tác mà cũng biết chọn cho mình một cái hướng đi mà có thể nói là khó có người có thể tiếp nối được, là nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ những cái di sản văn hóa phi vật thể mà ông cha chúng ta đã để lại. Và chính vì vậy không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trần Hồng là một trong những hội viên sáng lập Hội Văn nghệ Dân gian thành phố vào năm 2002. Nói đến bác thì không thể không nói đến cái việc mà bác đã dành cái thời gian tâm sức cùng với lại 8 tỉnh miền Trung lập cái hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận thực hành diễn xướng bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và chúng ta đã đạt được vào năm 2017. Đến lúc này thì chúng tôi cảm nhận là những cái người mà làm công tác sưu tầm lý luận về nghệ thuật âm nhạc ấy thì nó càng lúc càng ít đi, và những người như bác, những cái sự tỉ mỉ chắt chiu, những cái năng lượng mà bác dành lại và những cái tài liệu mà bác đang chắt chiu, chúng tôi cảm thấy nó rất là quý giá. Nặng lòng với dân ca xứ sở, nhạc sĩ Trần Hồng luôn nhiệt tình tham gia các buổi truyền dạy đàn hát dân ca học đường, tham gia cố vấn cho các câu lạc bộ dân ca địa phương, các vở diễn sân khấu. Hình ảnh một người nhạc sĩ lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, nụ cười hiền lành,
với am hiểu sâu rộng về dân ca đất Quảng, đã truyền thêm tình yêu dân ca đến với lớp trẻ. Mỗi năm là Trung tâm Văn hóa Điện ảnh đều tổ chức mở các lớp dân ca và hô hát bài chòi dành cho các đối tượng là hạt nhân văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Thì trong mỗi các lớp là chúng tôi đều mời nhạc sĩ tham gia giảng dạy. Đặc biệt hơn nữa là trong các cái chương trình liên hoan hội thi hội diễn cấp thành phố cũng như cấp toàn quốc thì chúng tôi đều đến và tham khảo ý kiến của nhạc sĩ Trần Hồng. Ông là một trong những người cố vấn đưa ra những cái nhận định, những cái hướng để chúng tôi xây dựng một cách hoàn mỹ nhất. Trên trời chưa có đám mây xanh, trên giữa mây trắng chưa xung quanh. Điều làm nhạc sĩ Trần Hồng vui hơn nữa, đó chính là những tâm tình, ước vọng của ông đều được thế hệ con cháu trân trọng và phát huy. Trẻ già măng mọc, tính đến nay gia đình ông có 3 thế hệ làm nghệ thuật, trong đó có cả con gái, con rể và cháu. Với giới văn nghệ sĩ và đông đảo người yêu nhạc, những cái tên như nhạc sĩ Trần Hồng, ca sĩ Thanh Trà, nhạc sĩ Xuân Minh luôn được nhắc đến một cách trân trọng bởi lòng đam mê và những cống hiến dành cho nghệ thuật. Ngoài con gái rồi con trai rồi con rể ra đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tôi cho rằng rất là có hiệu quả trong cái khu vực miền Trung nói riêng và đặc biệt là cả nước, rất là tích cực và đặc biệt là đã giành được những cái thành tựu tương đối là tốt trong cái sự phát triển âm nhạc của Việt Nam. Ông cũng là người hướng dẫn và trao dồi cái nghệ thuật về dân gian cho anh Xuân Minh. Để anh Xuân Minh có những cái tác phẩm về hòa tấu, về nhạc cụ, về sáng tác và đã đạt được những cái giải thưởng lớn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ riêng Thanh Trà với anh Xuân Minh mà con của Thanh Trà đó là Trung Lân, cháu cũng được ông dạy từng nốt nhạc. Và cháu đang học tại một cái nhạc viện ở Úc. Lúc nào nhìn vào phòng ông thì, cái bàn làm việc của ông thì ông ngồi ông viết suốt. Cho đến khi ông 90 tuổi ông vẫn ngồi viết sách. Ông bảo là ba phải viết quyển sách cuối cùng để mà truyền lại cho mai sau. Hơn 70 năm tuổi nghề và hơn 90 năm tuổi đời, nhạc sĩ Trần Hồng vẫn chưa một ngày ngừng nghỉ. Niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy trong ông với những dự định và cả những điều còn mong muốn trăn trở. Tôi bây giờ tôi cũng chết đi rồi, tôi cũng có cái vui sướng là tôi mở được 4 cái lớp dân ca hồi tôi ở Sở Văn hóa, hát hò khoan Quảng Nam và hát dân ca, hát điệu lý. Tôi bây giờ tuổi mình cũng lớn rồi, 92, 93 tuổi rồi. Thế bây giờ là không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà tôi hằng ngày tôi vẫn viết cái quyển bà bản lý trong sân khấu dân tộc, là nhà xuất bản sân khấu đương in. Và bây giờ tôi còn tiếp tục làm một cái tập nữa. Và tôi có thể nói là tôi còn 3 tập thì mới hết cái tư liệu.